Thưa quý khán giả, sáng nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, tiếp tục làm việc ngày thứ hai và bế mạc. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đoàn Chủ tịch báo cáo trước đại hội về kết quả làm việc ngày thứ nhất, trong đó tiếp thu giải trình về phiên làm việc tại năm trung tâm thảo luận, báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của 103 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10 đã cử ban thường trực gồm 9 người, một chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 5 ủy viên ban thường trực. Ông Đinh Giang Dũng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của tập thể ủy ban, cũng là của từng vị ủy viên. Chúng tôi xin hứa sẽ nêu cao ý thức tự giác, tinh thần tự nguyện, trách nhiệm để làm nòng cốt trong việc phát huy vai trò của mỗi vị ủy viên để thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Kính chúc quý vị đại biểu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi phương diện. Xin trân trọng cảm ơn. Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 với 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa 10 với phương châm ở đâu có người dân, ở đó có các hình thức tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Đại hội thống nhất 5 nhiệm vụ đột phá, 5 chương trình hành động và 2 cuộc vận động, đồng thời tập trung thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể như hàng năm phấn đấu 100% khu dân cư khóm ấp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu góp phần xây dựng khu dân cư. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp triển khai nhân rộng mô hình khu dân cư an ninh, an toàn, an dân, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xóa 100% nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, có 100% hộ gia đình tham gia tổ nhân dân tự quản. Mục tiêu, phương hướng và chương trình hoạt động đó sẽ giúp cho những cái phương hướng này sẽ thành tựu được tốt đẹp hơn, và chúng tôi rất là phấn khởi và kỳ vọng với 103 nhân tố ưu tú này đã tạo được cái chỗ đứng, cái vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị. Cho nên trên cơ sở đó thì chúng ta tin rằng mọi cá nhân, mọi tổ chức thành viên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nhiều kết quả nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp được bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương, như đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các mô hình ngày đại đoàn kết vì cộng đồng, ngày hội hội quán đất sen hồng, phấn đấu trở thành người nông dân chuyên nghiệp, bếp ăn nghĩa tình, áp xóa trắng nhà tạm bợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân dân. Bên cạnh đó, bà Tô Thị Bích Châu cũng đề nghị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong triển khai nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ mặt trận. Quá trình triển khai cần được lồng ghép một cách hài hòa gắn với điều kiện, tình hình thực tế, tiềm lực của địa phương, bám sát với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cố gắng phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp là một trong những tỉnh có trình độ phát triển khá, nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số, một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cũng đề nghị mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, đối với cuộc vận động thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2029 cần được xác định là điểm nhấn, hoạt động giàu giá trị nhân văn, tập trung thực hiện về đích sớm hơn thời hạn. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa mới ngay sau đại hội cần phát huy bài học kinh nghiệm các khóa trước, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tất cả hội viên, các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, sớm ban hành các văn bản cần thiết để nghị quyết đại hội sớm đi vào đời sống của người dân Đồng Tháp.
Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đại hội tặng quà cảm ơn các vị đại biểu thôi không tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.